Nay khoan đồ ăn có cá rồi đó, đồ nó mặn mặn rồi, mày nếm được thấy nó mặn mặn. Thì là mít xích nó. Hy vọng là thích. Chuyện gì? Ngồi ở đây mà không được nữa là tôi cho xuống ghế ăn nha. Nha. Trời, nó thấy mặt nó vui kìa. Chụp thấy người quá ông ơi. Miệng tèm lem. Chú cũng ăn đó thấy không? Chú cũng đã ăn đó. Nhầm. Nhầm. Nó nuốt phải không? Này nó đặc hơn, để nó phải cho nó từ từ. Anh kia đàng hoàng. Đi qua cái xe ghê, cái ghế đi ngồi ăn nha. Nha. Cái ghế này thấy ngồi ăn thấy không ổn rồi đó. Oh, that's you. Thiệt rồi. Ngum. Baby. Chui này nè. Con thiệt. Thôi lên cái ghế kia ăn đi, con ngồi cái ghế này ăn mà thấy không ổn chút nào hết. Off you go.